Sáng nay, ngày 7 tháng 9 năm 2018, nhằm ngày 28 tháng 7 năm Mậu Tuất, tại chùa Linh Phong, ấp Cá, thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, ni sư Thích Nữ Tắc Hoa cùng ni chúng và Phật tử trang nghiêm tổ chức lễ huy kỵ lần thứ 31 cố hòa thượng ân sư Thích Đạt Hương, cài hoa hồng nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Hòa thượng Thích Đạt Hương là một vị cao tăng Tông Thiên Thai Giáo Quán, đã được Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ nhất tôn vinh là Tông trưởng Tông Thiên Thai Giáo Quán tại Việt Nam. Ngài trụ trì chùa Linh Phong từ năm 1940 đến năm 1987 thì viên tịch. Buổi lễ được vinh dự cung đoán chư tôn hòa thượng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, tỉnh Long An, chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, chư tôn đức trong Tông Phong Thiên Thai Giáo Quán, chư tăng ni trụ trì một số tự viện trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Phật tử gần xa đồng về tham dự. Ngay từ sáng sớm, toàn thể đạo tràng chùa Linh Phong đã trang nghiêm để cung đón chư tôn thiền đức quang lâm trong niềm hoan hỷ và tôn kính. Đúng 8:30, môn đồ tứ chúng cung thỉnh chư tôn đức ban kinh sư thực hành nghi thức khai kinh, hung tu, cúng ngọ và cung tiến giác linh. Tiếp theo là chư tôn đức thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, huyện Châu Thành, chư tăng ni về dự lễ, cung đối trước giác linh đài, thắp hương và dâng lời tưởng niệm, nhắc lại công hạnh cao viễn của cố hòa thượng Thích Đạt Hương đã đóng góp cho Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà và Tâm Phong cũng như đạo tràng chùa Linh Phong. Để bày tỏ niềm tri ân sâu sắc đến chư tôn đức tăng ni quang lâm tưởng niệm ân sư, hàng môn đồ đệ tử của cố hòa thượng Thích Đạt Hương đã trang nghiêm cung thỉnh quý ngài quang lâm trai đường chứng minh nghi thức cúng dường trai tăng. Tại đây, sau phần tuyên bố lý do, nêu lên đạo lý uống nước nhớ nguồn, ân sư năng báo, đức tổ năng thù, ni sư Thích Nữ Tắc Bửu thay mặt ni sư trụ trì Thích Nữ Tắc Hoa và chư ni tại đạo tràng đã dâng lời tắc bạch đến chư tôn đức. Kính bạch quý ngài, hòa thượng ân sư của chúng con đã vắng bóng nơi ngôi cổ tự này đã nhiều năm, nhưng những lời giáo huấn của người vẫn còn mãi vang vọng với chúng con nơi đạo tràng này, và chúng con nương tựa vào đó để từng ngày tấn tu đạo nghiệp. Hôm nay nhân ngày huy kỵ của ân sư, nhận lời kiền thỉnh của chúng con, chư tôn đức quang lâm về đây để chứng minh hiếu sự, chúng con rất lấy làm cảm kích. Nhân mùa hưu hạ, quý ngài vừa tròn thêm một tuổi đạo, trước giác linh của tôn sư, chúng con xin dâng lời khánh tế đến chư tôn hòa thượng chứng minh và toàn thể chư tôn đức tăng ni, chúc quý ngài pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường để làm nơi quy kính và nương tựa của chúng con cùng chúng sanh trên bước đường tu tập và thừa hành Phật sự. Đạo từ tại buổi lễ, hòa thượng Thích Hạnh Trân chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tán thán hiếu tâm hiếu hạnh của ni sư trụ trì cũng như chư ni Phật tử chùa Linh Phong. Hôm nay nhân ngày huy kỵ của hòa thượng ân sư, quý vị đã cùng nhau tổ chức trang nghiêm buổi lễ tưởng niệm, đó là tinh thần đáng quý, đáng khen ngợi. Chúc quý vị hoàn thành tốt tâm nguyện báo đáp ân sư. Nhân mùa Vu Lan để tạo phước lành cho lục thân quyến thuộc, quý Phật tử tại đạo tràng cũng đã thành kính dâng cúng pháp y lên chư tôn đức. Y theo lời Phật dạy, chư tôn đức đã hòa âm phúng diễn kinh Vu Lan cho hàng Phật tử nhiễu y. Sau đó là nghi thức cúng dường và thọ thực. Lễ hỷ kỵ khép lại trong bầu không khí tràn đầy niềm hỷ lạc. Buổi chiều cùng ngày là nghi thức trai đàn chẩn tế kỳ siêu chư anh linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và chư hương linh ký danh, ký tự, ký cốt, ký mồ mã tại chùa Linh Phong qua nhiều thời đại.